Lời đầu tiên cho em Việt Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị em. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi, quý anh chị em đã có lịch đi cuối tuần đi chơi đâu chưa? Thì ngày hôm nay cuối tuần thì em Cường đang túc tắc quay những chiếc xe nhà em Cường mới về cho quý anh chị em xem đây ạ. Trước mặt chúng ta đây là chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2015, chiếc xe mang biển số Hà Nội, ngoại thất là màu xám. Các bác nào mà về Hà Nội thì có không mất 20 triệu tiền biển nhá các bác nhá. Rồi, chiếc xe khá đẹp luôn, xe này là xe mộc các bác nhá. Xe mộc mới về nhà em 2015 mà nhô 3 đồng một xíu xíu thôi. Không phải 3 đồng 999 hay 3 đồng 990 đâu các bác nhá. Các bác nếu mà có quan tâm thì có thể liên hệ ngay với em Cường nhá. Đấy, chiếc xe này đã có một dàn lốp mít rồi này. Dàn lốp mít rồi này. Đó, Michelin này. Đấy. La răng này, không một vết xước luôn. 2015 chủ đi rất là ít, đi rất là giữ gìn luôn. Đấy, những cái mép ba đợt sốc này cũng như là mép lắp capo này. Đấy, hay những mép này. Mép cánh cửa này. Một xe khá đẹp, xi nhan tích hợp trên gương. Có nút mở khóa thông minh trên cánh cửa này. Đó. Tổng thể chiếc xe đây ạ, ở bên ngoài. Đấy. Những cái đường mép của chiếc xe này còn khá là đẹp các bác nhá. Xe đi rất là ít luôn. Đây. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe này, 6 lít 5 được kết hợp. 6 lít 5 được kết hợp này, 8 lít 4 trong đô thị và 5 lít 4 ở ngoài đô thị. Xe đi khá là ít, xe gầm cao, nhỏ gọn. Các bác nào muốn mở cốp ấy thì đây, có thể là các bác ấn vào nút này và kéo ra. Đó. Xe mộc nguyên bản đây nhà em. Chưa dọn dẹp gì cả. Các bác nào mà có quan tâm đến dòng xe này có thể liên hệ với em. Các bác xem xe mộc xong rồi 1-2 hôm nữa bọn em cho đi dọn, 1-2 hôm nữa bọn em cho đi dọn thì nó sẽ căng đẹp hơn. Đó. Còn đây em quay nên là xe mộc. Em rất thích quay xe mộc luôn. Tại vì xe mộc quay về thì các bác xem xe xong rồi gửi cho những anh em thợ mà biết xem xe rồi ấy, thì là rất dễ vào việc luôn các bác ạ. Đó, cốp đây, cốp thì để được 2 vani, dụng cụ ở cốp ở trong này rồi. Đó, dụng cụ. Đó, về những cái chiếc xe này về thì bọn em sẽ đánh bóng, dọn thất vào rửa qua khoang máy để lên trình làng cho các bác tiếp. Đấy, nốt dự phòng ở đây các bác nhá. EcoSport, nắp bình xăng này cũng như là những chi tiết ở bên ngoài này. Xe còn khá là bụi bặm tại vì chủ cũ không đi đến, để ở trong nán các bác nhá. Để ở trong nán nên là chiếc xe này khá là bụi bặm, về cũng chưa dọn dẹp rửa gì. Em gửi các bác là xe mộc luôn. Đói. Xe này hai hàng ghế lái và ghế phụ thì ngồi cũng tương đối, 8 vạn, đúng chứ 8 vạn. Còn hàng ghế đằng sau này xe gia đình mà ngồi ít lắm các bác nhá. Đây, cánh cửa sau lái này. Nét đẹp của nó, của xe mộc thì các bác tự cảm nhận cho em xem nhá. Đó. Đây này. Nội thất màu đen này. Đấy, rất là khỏe xe luôn. Đó. Hàng ghế sau này căng mịn luôn. Đây, nên hàng ghế trước và kính cửa đằng trước đi cho các bác xem. Đây, kính cửa đằng trước này. Chiếc xe 8 năm sử dụng. Cánh cửa này có những vết xước này cũng như là những cái nhau của cánh cửa này, như mà xước này là xước răm. Các bác tự cảm nhận cho em nhá. Hàng ghế lái này cũng như hàng ghế phụ này có nhau, xe này đi hai người ngồi đằng trước là nhiều. Đấy, 8 vạn, đúng chất 8 vạn luôn. Ghế thì là chỉnh cơ rồi. Đó. Và bên trong này có đèn đầu start top rồi. Vô lăng này, vô lăng em rất thích vô lăng của chiếc EcoSport này luôn. Nó có những cái gờ lổi lên này, cầm vào thấy là đầm tay luôn. Đó. Đây, cái bóng này. Đấy, các bạn nào xem xe của em nhiều sẽ biết này, xe đi nhiều hay không nhìn vào đây này, nó sẽ bị bóng này, gợn bóng này. EcoSport đi 8 vạn các bạn nhá. Đó. Có màn hình giải trí này. Màn hình giải trí nhỏ này, có camera nùi rồi. Đó. Thống này, tăng giảm âm lượng cũng như là hệ thống điều hòa của xe đây. Cần số nguyên bản theo xe. Đấy. Còn bùn đất này thì mấy hôm nữa bọn em sẽ cho đi dọn dẹp dọn nội thất. Đây, điểm qua khoang máy đi. Tại vì là chiếc xe nội thất mà nó có đẹp ấy thì nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, xếp thứ 3 thôi. Đẹp nhất là phải có máy móc này, khung gầm rồi đến với nội thất các bác nhá. Những chiếc xe cũ thì bây giờ mình quan trọng nhất là máy móc và khung gầm. Thì bên em luôn luôn cam kết chất lượng văn bản cho các bác là không đâm đụng, không ngầm nước. Không đâm đụng là không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis của xe. Không ngập nước, không tháo máy, hạ máy, bổ máy. Đặc biệt hơn của chiếc EcoSport này là những cái mép này này.
là dập vào, không có chỉ. Những xe khác thì sẽ có chỉ. Đó. Rồi. Rất là đẹp luôn. Máy móc của xe đây ạ. 2015 mà đi có hơn 8 vạn. Máy êm ru. Đó. Các bạn nào có quan tâm thì có thể liên hệ ngay với em Cường với số điện thoại là 0964770828. Em có địa chỉ tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Các bạn nào mà có ở gần đây thì có thể là liên hệ với em, ghé qua em xem xe, chơi, uống nước. Đó. Rất mong quý anh chị em đến bên em xem xe, ngồi chơi và uống nước. Đó. Chuyên mục ngày hôm nay thì em xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Hẹn các bác ở những video tiếp theo.